Xin chào các bạn, mình là Thanh và chúng ta lại gặp nhau trong kỹ năng đọc hiểu thuộc khóa học N3 online trên trang web Dũng Body. Vậy thì không biết là trong số các bạn trước khi mở các clip về đọc gai này thì đã có ai trong chúng ta tự hỏi rằng không biết là đọc hiểu có khó không đây? Hay là làm thế nào để vượt qua các bài thi đọc hiểu trong khi chúng ta đi thi năng lực tiếng Nhật bây giờ? Thì câu trả lời đơn giản thôi, một câu nhé, đọc hiểu không hề khó. Và chúng ta sẽ phải luôn luôn nghĩ rằng đọc hiểu không hề khó, đọc hiểu cực kỳ dễ. Thì lý do là bởi vì trong 5 clip về đọc hiểu tới đây thì mình sẽ cùng với các bạn giải quyết từng phần một trong từng phần, tức là từng cái kỹ năng nhỏ một trong một bài đọc hiểu. Và từ đó sẽ cùng nhau tìm ra cách làm, tìm ra cách nhanh nhất, dễ dàng nhất để đưa ra được một câu đáp án chính xác cho những câu hỏi bên dưới mà người ta hỏi mình. Thế thì trong clip đầu tiên giới thiệu tổng quát về một bài thi đọc hiểu như thế này thì mở đầu mình sẽ nói qua một chút để cho các bạn hình dung nhé. Đọc hiểu là một trong 3 kỹ năng khi mà chúng ta thi GPT đúng không? Cũng có từ vựng ngữ pháp, chữ Hán là một bài thi này là 60 điểm và Choka một bài thi là 60 điểm, và cuối cùng Đồng Cánh là một bài thi là tổng cộng 60 điểm, thì chúng ta cả 3 cái là được 180 điểm. Vậy thì có một cái lưu ý nhỏ như này nhé, trước khi chúng ta bắt tay vào việc học đọc hiểu cũng như là làm các bài tập mà liên quan đến đọc hiểu thì mình rất là muốn các bạn hãy học và hãy ôn thật là kỹ trong các bài giảng về ngữ pháp, về chữ Hán và về từ vựng. Đây là 3 yếu tố quan trọng nhất, đúng không nhỉ? 3 yếu tố quan trọng nhất và quyết định xem là chúng ta có làm được tốt một bài đọc hiểu hay không. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta nhận được một bài văn, một cái bài đề bài người ta đúng không? Khi mà trong ấy là một đoạn văn rất là dài mà nó gồm cấu thành từ các câu, các từ và các chữ Hán đúng không? Thì nếu như mà mình không biết được cái từ này có nghĩa là gì, cái chữ Hán này đọc ra làm sao, hay là cái câu này mang ý nghĩa như thế nào với ngữ pháp thế nào, thì sẽ không thể nào mà làm được đâu mọi người ạ. Bởi vì đọc hiểu là gì? Là đọc để hiểu như thế nào. Mà muốn hiểu được thì chúng ta phải hiểu những cái nhỏ nhất, từ vựng, cái câu trước sau mới đến cả nội dung toàn bài đúng không? Thế nên là trước khi học đọc hiểu nhớ phải học và bồi đắp cho mình thường xuyên cái kiến thức về từ vựng, ngữ pháp và chữ Hán ở trong các bài học, trong các bài giảng kỹ năng của các thầy cô giáo khác mọi người nhé. Hay. Thế thì trên cơ sở hiểu một cách tổng quát về một cái bài đọc hiểu như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn qua xem là bài đọc hiểu này nó sẽ gồm những cái thành phần như nào, tức là những cái dạng bài như nào mọi người nhé. Thì như đây trên màn hình mình đã chuẩn bị rồi, một bài đọc hiểu nó thường đi kèm với một bài thi ngữ pháp và thời gian mà chúng ta có thể làm bài đọc hiểu và ngữ pháp nhiều nhất là 70 phút, chị nhỉ? Nhiều nhất là 70 phút. Hay thế thì trong cái bài thi đấy thì nó sẽ gồm 7 môn đa, mọi người. 7 môn đa thì cái phần đọc hiểu nó sẽ nằm từ môn đa 4, môn đa 5, môn đa 6 và môn đa 7. Môn đa 5 của chúng ta sẽ là những cái bài văn thuộc dạng tham bưng. Tham bưng đây đúng không nhỉ? Tham bưng là những cái bài văn ngắn. Và bài này nó sẽ có 4 bài tham bưng, 4 bài văn ngắn và tương đương với mỗi bài văn ngắn chỉ là một câu hỏi thôi. Chỉ là một câu hỏi. Hay, tiếp theo sang môn đa số 5 là phần chư vưng thì nó sẽ gồm có hai bài văn dài, hai bài văn ở mức độ là vừa tầm, chứ nhỉ? Hai bài văn ở mức độ vừa tầm và sau mỗi bài văn như thế thì nó sẽ có 3 câu hỏi nhỏ cho mình về nội dung của một bài nhé. Hai đoạn văn với 3 câu hỏi chính là tổng của bài phần chư vưng sẽ gồm 6 câu hỏi. Tiếp theo sang môn đa số 6 thì đây sẽ là một bài, chỉ có một bài thôi, một bài thuộc phần chư vưng, tức là một bài văn dài. Và trong một bài văn này thì nó sẽ yêu cầu mình trả lời 4 câu hỏi liên quan đến nội dung của bài đó. Và cuối cùng môn đa số 7 sẽ là một môn đa mà nó có thuộc nội dung mà mình theo mình đánh giá và cũng nhiều bạn đánh giá rằng đây sẽ là một bài thi dễ nhất trong tổng cộng 4 bài của chúng ta. Đó là bài Kensaku Jōhō. Kensaku Jōhō sẽ là một bài mà người ta đưa ra cho mình một mẫu tin tức này hay là một mẫu quảng cáo nhỏ. Và sau đó thì người ta sẽ yêu cầu mình trả lời 2 câu hỏi liên quan đến phần tin tức đó. Thế thì như vậy là chúng ta thể thấy là trong bài thi đọc hiểu nó sẽ cho mình 6 đoạn văn từ ngắn cho đến dài và tương ứng với nó là sẽ tổng cộng là 16 câu hỏi nhá, liên quan đến nội dung các bài như vậy nhá. Hay, thế thì để chúng ta có thể hiểu rõ hơn xem là những cái bài đấy nó cụ thể là như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn qua xem là
trong mỗi phần tham bưng, chiêu bưng, chô bưng và ken sắc cái hồ đấy thì người ta sẽ đưa ra những cái dạng bài như nào. Thì mọi người nhìn đây nhé, đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy tham bưng trong bài văn ngắn, đúng không? Bài văn ngắn thường có dạng là một đoạn văn nhỏ như này, nhỏ như này, và bên dưới sẽ là một câu hỏi, chị nhỉ? Và những cái bài văn mà ngắn như này thường câu hỏi nó sẽ liên quan đến cái kiểu như là cái tác giả muốn nói điều gì nhất, hay là hỏi một ý rất là nhỏ trong cái bài văn đó, rằng là cái điểm gì sai, này cái điểm gì đúng với nội dung của bài này, chị nhỉ? Tiếp theo chúng ta sang dạng thứ hai của môn tai số 5, đấy là phần chiêu bưng. Trong bài này thì người ta sẽ cho mình hai đoạn văn ở mức độ dài hơn một chút, chúng ta thể nhìn thấy đúng không, dài hơn vừa nãy rồi. Và kèm theo đó là mỗi đoạn văn có 3 câu hỏi như này. Chúng ta nhìn thấy rồi đúng không nhỉ? 3 câu hỏi. Và theo cái kinh nghiệm của mình mà khi mà đi làm bài thi ấy, thì thường là 3 câu hỏi này người ta sẽ đưa ra theo cái mạch văn. Tức là gì nhỉ? Tức là câu hỏi số 1 thì chúng ta có thể tìm được câu trả lời trong đoạn đầu tiên, đoạn ở trên đầu. Tiếp này câu hỏi số 2 thì có thể tìm được ở trong đoạn giữa. Và câu hỏi số 3 thì có thể là tìm được đáp án ở trong đoạn là cuối cùng, đúng không? Ví dụ như này nhá. Được chưa nhỉ? Hay. Tiếp theo chúng ta sang đoạn sang bài chô bưng thì tất nhiên rồi, gọi là bài văn dài, nó phải dài hơn một chút rồi đúng không? Thì trong mỗi bài này sẽ có 4 câu hỏi. Và giống như ở trên mình vừa mới nói thì bao giờ những cái bài mà nó có hỏi nhiều ý như này, bao giờ nó có hỏi mạch văn, thì chúng ta cứ lần lượt đúng không? Tìm theo kiểu là từ trên xuống dưới. Đây sẽ là khu câu 1 này, đây sẽ là khu câu 2 này, đây khu câu 3 này, và cuối cùng là câu số 4 đúng không? Cứ như thế chúng ta sẽ tìm từ trên xuống dưới, ok chưa nhỉ? Hay. Và cuối cùng của bài thi sẽ là môn tai số 7, tức là bài mà thuộc về Ken Sakujoho, là bài tìm kiếm thông tin. Người ta sẽ cho mình một mẩu quảng cáo hay là tờ rơi như này, một mẩu quảng cáo tờ rơi như này, các thông tin trong đó nó sẽ đưa ra như này, và cuối cùng thì nó sẽ đưa cho mình hai câu hỏi, và làm thế nào để chọn được một đáp án đúng thì chỉ có cách là chúng ta tìm, bởi vì bài này tên là tìm kiếm thông tin, nên là chúng ta chỉ có cách là tìm các thông tin trong bài này để xem nó tương ứng với cái câu nào và chọn ra được đáp án cho riêng mình, ok chưa nhỉ? Khái lược qua một chút về 4 dạng bài trong bài thi tập hiểu nhé. Cuối cùng thì thực sự là đối với mỗi một cá nhân, với mỗi một người thì chúng ta sẽ có những cái cách làm bài riêng, cũng như là những cái mẹo riêng của mình. Tuy nhiên thì với cái kinh nghiệm mà mình đã dạy rất là nhiều các bạn học sinh từ trước đến giờ, thì mình có đưa ra một cái khung, tức là một cái lộ trình để làm một bài thi tập hiểu như sau. Bao giờ mình cũng khuyên các bạn học sinh của mình là làm cái bài cuối cùng trước, tức là khi chúng ta bắt đầu bước tay vào làm đọc thì chúng ta mở trang cuối cùng ra trước và làm bài Ken Sakujoho, tức là bài tìm kiếm thông tin. Bởi vì cái bài này tại sao chúng ta phải làm đầu tiên thì đó là bởi vì này nhá, chúng ta chỉ cần tìm thông tin trong đó, thấy nó đúng thì mình sẽ chọn ra, chứ nó sẽ không cần phải tư duy hay là bất kỳ cái gì giống như ở những cái bài mà bài văn kia cả. Thì đó, chúng ta nên bắt tay vào, nên bắt tay vào làm ở bài số môn tai 7 đầu tiên. Tiếp theo bước thứ hai là chúng ta sẽ quay trở lại phần tham bưng. Khi mà vào những bài văn thì đương nhiên bài văn càng ngắn càng dễ, đúng không nào? Sau đó là đến phần chiêu bưng và cuối cùng là chô bưng, ok chưa nhỉ? Hay. Thế thì đó là cái lộ trình mà mình khuyên các bạn nên làm nhé. Và ở 4 clip tiếp theo sau clip đầu tiên giới thiệu tổng quát về đọc hiểu như này thì sẽ là 4 clip mà mình sẽ đi sâu vào tìm hiểu, đi sâu cách làm ở trong mỗi một cái kỹ năng trong phần đọc hiểu. Thứ nhất là một clip, thứ hai sẽ nói về Ken Sakujoho, cách làm bài thi Ken Sakujoho. Tiếp theo là cách làm bài tham bưng. Tiếp theo là cách làm bài thi chiêu bưng và cuối cùng là cách làm bài thi chô bưng, được chưa nhỉ? Với mỗi một clip như thế thì mình cùng với các bạn sẽ cùng nhau giải quyết hai bài văn, được chưa nhỉ? Hai bài văn của từng kỹ năng một. Và sau khi xem xong 4 clip, nó giống như là 4 clip mà hướng dẫn cách làm này, thì chúng ta hãy làm những cái bài tập ở trong sách giáo khoa cũng như giáo trình. Cái khóa học này đã cung cấp link cho các bạn làm nhé. Hay, thế thì sẽ rất là thú vị mọi người ạ. Học đọc hiểu sẽ rất là thú vị. Nên là hẹn gặp lại các bạn ngay trong clip tiếp theo mà về Ken Sakujoho. Ok, hãy nha sao, bye bye.